Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thứ sáu cuối tuần, ngày cuối tuần, và một ngày rất là đặc biệt, đó là ngày đưa ông Tông, ông Công, ông Táo lên về trời. Rất là vinh hạnh khi được phụ huynh của học sinh là em Ngọc Hân, mẹ của Nguyễn Tràn Bi, đây người đẹp sau lưng này, là mời về nhà và giới thiệu cái tủ rượu. Và về cùng với Tuân là có thầy Hiếu, là hai thầy trên trường đây, thầy Hiếu, thầy Tuân và xin chào Ngọc Hân. Sau lưng Tuân là một cái tủ rượu rất tuyệt vời, tí nữa Tuân sẽ quay cận cảnh cho tất cả mọi người cùng xem. Phải nói đủ các loại rượu, trong đó có một loại rượu một người uống hai người vui. Tên ai gọi chú cô mua rượu rồi inbox đúng rồi. Và đã có một cái đặc biệt hơn nữa là về đây là nước mắm, một cái lo cơ sở nước mắm rất đặc biệt. Tuân là thưởng thức được năm nào cũng về nghiền rồi, ăn cơm xong chỉ cần làm một thìa nước mắm chít vào rồi quả đã luôn, đã ngon rồi. Nước mắm, rượu đủ các loại đặc biệt luôn. Đó, thì giới thiệu lại là chị Ngọc Hân, đối với thầy Tuân là em Ngọc Hân, mẹ của Trà My. Đây múc mạp xinh gái là thầy Hiếu thì ngồi lặng lẽ ông thôi rồi. Đây này cũng hưởng sải tai lọc của ông Công, ông Táo rồi, cùng xôi, cùng mực trứng rồi là ram ba đôn còn cái ni là cái chia cực bên đây, thế nên là cái như con bé với đứa con đấy không pizza bây giờ ngồi suy nghĩ mãi thì không nhớ nổi nữa rồi nha. Rồi thầy Hiếu ơi, xin mời các bạn Trà My ơi, đưa bà chạy vô cho mẹ mắm ông Công, ông Táo về tới nha. Mời em ngồi với anh một ly rượu ngọt ngào. Mời cả nhà, cả nhà nha. Rồi xin mời nha, từ nhà cái đồ của Tuân ơi. Rồi Trà My đi nhà nha. Thôi ba nâng ly đưa đây mày. 50 đô nó thấy 50 đô từ đức 50 đấy là móc không à trên môi cho mà đặc lắc thơm quá ngọt. Ok rượu nó bị vịt uống nào phải đi sao không rượu nào mà rượu không say. Rồi đây thì Tuân sẽ lượp sang tí cho các bạn xem các tô rượu nhá. Rồi đổ cho lòng lên cho mẹ đấy. Ôi giời ơi đầy lòng được quá rồi, tính là cận cảnh thì Tuân sẽ đi cận cảnh. Úi giời, rượu mênh mông bạt ngát. Để cho thầy quậy. Đấy về bữa ngày rồi.